Ok, chào anh em nhé. Mình là Minh Tú. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những mẫu bình hiện tại mình đang có sẵn nhé. Ở đây thì mình có nói ngắn gọn thôi, giá cả mình báo luôn ở video nhé. Anh em cho mình xin một chút thời gian để xem hết video nhé. Thì đầu tiên là Patek. Này, Patek cái loại này là loại quốc dân và rẻ tiền này. Patek hiện tại mình còn 050 bóng và mờ anh em nhé. Thì loại bóng này mình đang bán giá là 1,6 triệu chuyển khoản trước, chip code là 1,7 triệu. Mình nhắc lại nhé là mình không yêu cầu hoặc bắt anh em chuyển khoản trước, mình có code nhưng mà giá sẽ cao hơn, đây tùy anh em chọn nhé. Bình bóng này chuyển khoản trước là 1,6 triệu, chip code, nhận hàng là thanh toán đấy 1,7 triệu. Bình mờ chuyển khoản trước 1,750 triệu, chiếc cốt là 1,850 triệu nhé. Chất lượng như nhau, đều khác bên ngoài thôi, nhìn đẹp cực kỳ luôn anh em, anh này nên cái củi cực kỳ đẹp. Ngoài ra thì Patek này mình chỉ còn 050 thôi anh em nhé, 03642 thì mình đang tạm hết. Thì ngoài ra thì mình còn có Onsell các loại cao cấp hơn nhé. Thì Onsell thì nó cũng chia làm hai trường phái anh em ạ. Một loại cổ dài này, em nhìn cổ này, cổ dài và cổ ngắn này, cổ ngắn cổ dài này. Thì mình sẽ nói cổ ngắn trước nhé. Cổ ngắn hiện tại mình đang có sẵn cái 42 và 50 Onsell. Đấy. Thì loại mờ cái này mình chỉ có loại mờ thôi anh em ạ. Onsell hầu hết chỉ có loại mờ thôi. Thì cái loại này ấy, nó chỉ là hơn 2 triệu một tí thôi. Hơn 2 triệu nhé. Anh em chuyển khoản thì 2,1 triệu, chip code là 2,2 triệu nhé. Dùng thì nó nói chung là anh em bơm tầm khoảng 250 là thoải mái. Mình cứ bao anh em là 300 là bơm nổ, bơm 300 nổ thì là mình đổi một đổi một nhé. Thì đây là cái loại đắt tiền hơn, 304858. Cái kiểu mờ nó khác nhau anh em nhé. Cổ ngắn kiểu mờ nó mịn xịn hơn, kiểu nó nhìn nó nịnh mắt hơn. Còn cái này thì nó hơi mờ thôi. Giờ anh em có thắc mắc hãng làm thế nào mình bán vậy chứ mình không thể làm sản xuất ra được nhé. Cái này 030 này, cổ dài này, chuyển khoản trước 2,6 triệu, siêu côn 2,8 triệu nhé. 4858 cũng thế. Đấy, cổ dài nó đắt hơn. Mà cổ ngắn thì anh em chơi biết condo thì mua cổ ngắn được 2,1 triệu, 2,2 triệu thôi. Còn thêm vài trăm thì lấy các loại này. Đây là 058 này anh em này, dài 31 cm. 048 dài 27 cm. 030 030 dài 19,5 cm. Cái này 050 Onsell này là dài 29,5. 042 là dài 26. Patek này bóng mờ thì đều dài 29,5 cm. Đó, giá mình báo giá nhé, báo giá cụ thể đấy. Thì mình sẵn không có nhiều đâu anh em ạ. Anh em nào cần thì inbox Zalo cho mình nhé. Ok.